Dạ em chào các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em lên clip 33 nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Thì các anh chị mình xem cái mã sản phẩm á, cái mã hàng á, các anh chị mình xem kỹ giúp em nha. Thì em vô cái mã số 1 luôn nha các anh chị. Mã số 1 thì hôm nay em có một cái thùng bồ nghề. Đây cái thùng này nặng 3kg nha các anh chị. Nặng 3kg. Thì cái thùng này là nó hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Đó. Nó bên trong này cũng còn đẹp, nó không có bị tráp sơn, tráp xi gì nha các anh chị. Đó, hình thức của nó có hai ngăn. Ở dưới thì các anh chị mình dùng mình để mình để đồ nặng, còn mấy cái ngăn này là mình để đồ nhẹ. Mấy cái hộp này để mình để mũi vít rồi nha các anh chị. Đó, thì hình thức của nó là như vậy. Đó. Thì cái tay cầm nó như vậy nha các anh chị. Nó có hiệu đây. Tay kê gì nha các anh chị đó. Thì nó có cái ngăn như vậy. Thì ở bên ngoài nè. Ở bên ngoài đồ cũng đẹp nha các anh chị. Nói chung nó cũng hơi tráp sơn nhẹ nhẹ trên cái nắp thôi. Còn cái đít rồi á, cái mặt dưới cũng đẹp lắm nha. Hai bên này thì cái bên này nó có mớp nhẹ chút xíu nha các anh chị, nó có cắn nhẹ chút xíu xíu à, nó có cắn cái này chút xíu nha các anh chị. Rồi này thì nó hình thức của nó là như vậy. Rồi em sẽ đo chiều dài luôn cho các anh chị mình nha. Thì chiều dài của cái thùng này là 35 nha các anh chị, còn rộng là 16, chiều cao cũng 16 nha các anh chị. Chiều dài 35, rộng 16, cao 16. Đó hình thức. Bên trong thì đẹp nha các anh chị đó. Bên trong không có bị gì hết nha. Cái thùng này dài lắm, nặng tới 3kg nha. Rồi mã số 1, 307. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 là một cái cây cưa này. Cái cây cưa này hình thức của nó là như vậy nha các anh chị. Cái cán của nó là cán bằng nhựa nha. Đó nó có cái chữ Furomat gì nè. Furomat gì nha các anh chị. Đó, thì cái cây này á, là cái lưỡi của nó như vậy nha. Thì cái cây này á, mình rút được hai cái loại lưỡi nha các chị đó. Một loại là như vậy. Lưỡi cái này là lưỡi nó xuyên ra, lưỡi còn đẹp nha các chị đó. Còn các anh chị mình muốn nó ngắn lại á, thì các anh chị mình mở mạnh ra chút nha. Mở mạnh ra chút nè. Đó mở ốc ra. Các anh chị mình đẩy vô, đẩy hết cỡ. Rồi thì nếu mà các anh chị để hết cỡ như vậy nha, thì hình thức của nó để em đo ở chiều dài. Chiều dài cái lưỡi của nó là 16 nha các anh chị. Còn khi các anh chị mình đẩy vô này, đó, mình đẩy vô mình khóa con ốc này lại nha. Thì để cho mình cưa lách cưa góc hẹp rồi á. Thì chiều dài của nó là 11 nha các anh chị, 11. Rồi mã số 2 107, lưỡi còn mới tinh nha. Đó. Lưỡi xuyên ra. Như vậy nha các anh chị, mình kéo vô. Rồi mã số 2 107. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị, là một cái cây kiềm quạ này. Thì cái cây này hiệu của nó là IBS nha các anh chị. Đây nó có made in Japan. Thì cây này cái phần ngàm của nó là người ta dùng bằng cái miệng bằng nhựa nha các anh chị, để các anh chị mình ngoạp vô mình mở những cái đồ mà nó không có bị trài xước cái đồ của mình nha các anh chị. Các anh chị nào mình làm những cái đồ mà mình sợ trài xước á thì mình dùng cái kìm này nha. Thì cái kìm này cái răng mở nhanh nha các anh chị, răng mở nhanh lắm luôn. Đó cái cán còn ok nha các anh chị, cán đẹp luôn. Hiệu của nó là made in Japan. Rồi mã số 3 170.000. Cái này là chiều dài của nó là 250mm nha các anh chị, chiều dài 250mm. Cái miệng mở rộng để hình thức như vậy là 6 cm nha các anh chị, 6 cm. Rồi mã số 3 107. Tiếp theo là mã số 4 nha các anh chị, là một cái mỏ lết. Mỏ lết là mỏ lết UM24 nha các anh chị. Thì cái cây này là của Lotter con tôm. Thì cái miệng mở rộng của nó là 24mm nha các anh chị. Mà cái chiều dài của nó là 15 cm, 150mm. Thì cái phần ngàm của nó này nó cũng có những cái vết tráp xi nha các anh chị, nhưng còn ok nha, có vết tráp xi. Đó. Thì trên này nó có một cái cây thước như vậy nha các anh chị. Đó, cái thước made in Japan.
cái này chiều dài của nó là 15 cm, miệng mở rộng là 24 mi. Nó cũng có tóc xe nhẹ nhẹ nha các chị, nhưng hoạt động đủ ok hết. Cây này thì người ta thiết kế cho mỏng á, để các anh chị mình đem theo cho nhẹ nha các anh chị. Rồi mã số 4 100. Tiếp theo là mã số 5 nha các anh chị. Mã số 5 là một cái cây mỏ lết này của Luster luôn. Chiều dài của nó là 150 mi. Thì cái miệng mở rộng của nó là 20 mi nha các anh chị. Đó, Made in Japan, cây này còn mới tinh luôn, miệng cũng còn mới luôn nha các anh chị. Đó, miệng đồ còn đẹp hết nè. Chiều dài là 8 in là 150 mi, hoạt động đồ ok nha. Cái ngàm đồ còn đẹp nha các anh chị. Đây em quay vô cho các anh chị mình xem á, đó. Còn mới tinh. Rồi mã số 5 nha các anh chị, 120. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cái cây mỏ lết này nha các anh chị. Cây này hiệu của nó là Aigo, chiều dài của nó là 200 mi nha các anh chị, 200 mi. Thì cây này á là để cho các anh chị mình mở nhanh nha các anh chị, cái này tự động mở nhanh nha. Khi các anh chị mình muốn ví dụ như mình muốn trở á, mình dặn lên là cái này nó tự trả ra nha các anh chị. Đó, nó tự trả ra, mình không có phải mở ra luôn nha. Thì cái phần ngàm của nó là như vậy nha các chị, phần ngàm được khá đẹp luôn. Đó. Chiều dài của nó là 250 mi. Như mình muốn một mình ngậm cái này đi. Hôm nay này khi mình muốn mình quay lên nhà đúng không? Đó, mình quay lên nhà mình muốn nó trả ra là nó trả cái này ra luôn nha các chị. Đó. Mình khỏi có phải lắc nó ra. Đó. Rồi thì mình trả như vậy. Hiệu của nó là Aigo nha các anh chị. Đó. Chiều dài 250 mi, Made in Japan. Phần ngàm được còn ngon lành luôn. Cây này còn khá đẹp nha các anh chị. À, nãy miệng mở rộng của nó hết cỡ là bao nhiêu ta? Chiều dài 200. Đó, miệng mở rộng hết cỡ là 25 mi nha các anh chị. Mã số 6 250. Tiếp theo là mã số 7, cũng một cái cây mỏ lết như vậy luôn nha các anh chị. Những cây này lớn hơn nè. Cây này chiều dài của nó là 300 mi, hiệu của nó Aigo nha các anh chị. Aigo Japan. Đó, thì cái cây này hình thức của nó cũng vậy nha các anh chị. Khi các anh chị mình mở nè, mình dặn cái mình trả lại nha các anh chị, nó không có phải. Thì cái cây này 300 mi, miệng mở rộng của nó cũng 35 mi nha các anh chị. Đó, phần ngàm của nó cũng còn đẹp luôn. Có tóc xi nhẹ nhẹ. Cái phần thân này còn đẹp lắm nha các anh chị. Để em quay vô cho các anh chị mình xem nè. Đây. Thì cái phần này nha các anh chị. Đó. Rồi mã số. Chiều dài của nó là 300 mi nha các anh chị. Aigo Japan. Mở lết mở nhanh. Rồi mã số 7 350. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cây mỏ lết này nha các anh chị. Cây này hiệu của nó là Luster. Chiều dài của nó là 300 mi, miệng mở rộng của nó là 35 mi nha các anh chị. 35 mi. Thì cái phần ngàm của nó đây, nó cũng có những cái vết tóc xi nhẹ nhẹ nha các anh chị, nhưng còn đẹp lắm nha. Cán tay cầm được còn ok nha các anh chị. Made in Japan. Logo nội địa Nhật. Phần đầu đồ nó tóc xi nha các anh chị, mấy chỗ này tóc xi này nhưng mà không có rơ lắc, không có cây nào rơ lắc. Đó, mã số 8 nha các anh chị, 220, chiều dài của nó là 300 mi, hiệu Luster. Rồi tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cái cây chìa khóa vòng này nha các anh chị, thì hiệu của nó là KTC Ketoton. Thì nó là một cái cây một đầu vàng 14 này nha các chị. Đó, 14 này, còn đẹp luôn nha. Rồi một cái cây này á, là cũng 14 vàng 14 luôn nha các chị. Nhưng mà vừa là tự động và vừa lúc lắc luôn nha các chị. Vừa tự động và vừa lúc lắc luôn. Thì cái cây này nó vừa tự động vừa lúc lắc luôn nha các anh chị. Một đầu 14, đầu này cũng 14 luôn nè. Hoạt động ok nha các anh chị. Đó, mình quay ngược lại, mình quay ra. Đó. Bi được còn đẹp luôn nè. Gạt gù luôn nha các anh chị.
tự động được gặt gù luôn nè. Rồi cái này chiều dài của nó là 16 nha các anh chị, mã số 9 150. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cái cây chìa khóa này nha các anh chị. Cây này là hiệu Tớp nè, Tớp Japan nha các anh chị. Nó vừa tự động mà vừa gặt cù luôn nha các anh chị. Đó nè, cái miệng còn đẹp lắm nha. 19, chỗ này có trài chút xíu thôi nha các anh chị. 19 đẹp nha. Nè, lúc lắc, lúc lắc như vậy tự động luôn nè. Cây này 200 nha các anh chị. Cây này 200.000. Cây này còn mới tinh nè. 17 này, hiệu Tớp Japan. Đó, lúc lắc nha. Đó, mình lắc qua lắc lại nè. Đó, ngược lại. Rồi, còn mới tinh luôn nha các anh chị, còn đẹp lắm. Miệng được cũng còn ok luôn nha. Rồi mã 10, số 10 nha các anh chị, 200. Tiếp theo là mã 11. Mã 11 là một cái cây này nha các anh chị. Cây này là của KTC Ketoton. Cây này chìa khóa miệng của nó là 19 nha các anh chị. 19. Đó, cái đầu của nó là cũng 19 luôn, lốc lắc luôn nha các anh chị, lốc lắc luôn nè. Cây này thì cái miệng của nó có trài nhẹ chút xíu chỗ này nha các anh chị. Đó, có trài nhẹ chút xíu nha. Cây này chiều dài của nó là 10-26 nha các anh chị, chiều dài 26. KTC Japan. Chìa khóa miệng 19 và một cái đầu vòng 19 lúc lắc luôn. Rồi mã 11 140. Tiếp theo là mã 12 nha các anh chị. Mã 12 là một cái tay nối này. Thì cái tay nối này là của Tone nha các anh chị, Japan. Chiều dài của nó là 15 sen. Đầu bi được còn đẹp hết nha các anh chị. Đó, đầu bi còn ok hết nha. Còn đầu đây cũng đẹp luôn nha các anh chị. Đó, chiều dài 15 sen, tay cầm không có bị chấp xi gì hết. Rồi mã số 12, 80.000. Tiếp theo là mã 13 nha các anh chị. Cũng là một cái cây của khẩu 1/2 là bằng 12.7mm KTC nha các anh chị. Đây đầu đây. Đó, cũng ok nha. Đầu bi được còn đẹp nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 15 sen nha các anh chị. 15 sen. Mã 13, 80.000, khẩu 1/2. Tiếp theo là mã 14 nha các anh chị. Mã 14 là một cái cây cần tự động này của Tone. Đó, Japan nha các anh chị. Thì cái cây này hình thức của nó này, bi được còn đẹp nha. Hoạt động ok nha các anh chị. Đó. Bi đầu rồi cũng có trài nhẹ chỗ này chút xíu nha, nhưng không có bị gì nha các anh chị. Trài nhẹ chút xíu à. Có trài sơ sơ. Khẩu của nó là 1/2 nha các anh chị. Hoạt động ngon lành nè. Đó, bi được còn đẹp, đầu được còn đẹp hết nha các anh chị. Nó có trài nhẹ chút xíu chỗ này. Đây, nó trài chút xíu nè. Logo nội địa Nhật. Cái này chiều dài của nó là 27 nha các anh chị. Japan. Khẩu 1/2 tự động. Rồi mã 14, 230. Tiếp theo là mã 15 nha các anh chị. Là một cái cây tên, cái tay lúc lắc này nha các anh chị. Hiệu của nó Tone Japan. Thì cái cây này còn khá đẹp nha. Đó, cây này còn đẹp lắm luôn nha các anh chị. Đó, lúc lắc. Lúc lắc. Cây này thì chiều dài của nó là 30 nha các anh chị. Cắn tay cầm rồi không có bị gì hết. Thế không có tóc si, tóc sơn gì nha các anh chị. Hiệu Tone. Khẩu 1/2 là bằng 12.7mm. Chiều dài của nó là 30. Mã 15, 230. Tiếp theo là mã 16 nha các anh chị. Là một cái cần trượt. Cần trượt này là của Lutter nha các anh chị. Của Lutter. Logo nội địa Nhật Lutter. Thì cái đầu của nó nè, đầu bi rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Đó, cây thân của nó này cũng còn mới tinh nha các anh chị. Nói chung là không có bị trài xước gì. Đó, hàng cũ như vậy là đẹp lắm nha các anh chị. Đó, cần trượt nha. Thì cái cây này chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Hiệu của nó là Lutter. Khẩu của nó là 1/2, đầu đồ đẹp luôn. Rồi mã số 16, 108. Tiếp theo là mã 17 nha các anh chị. Mã 17 là một cái cây này. Thì cái cây này cũng cây cần trượt nha các anh chị. Cây này là của Banzai. Đây Banzai nha. Banzai logo nội địa Nhật nha các anh chị. Đây em sẽ quay kỹ cho các anh chị mình xem á. Đó, logo nội địa Nhật. Thì cái cây này cũng là một cái cây cần trượt nha các anh chị. Khẩu của nó là 1/2 là bằng 12.7mm. Trượt chiều dài của nó là 30 sen nha các anh chị.
chiều dài của nó là 30 cm. Rồi mã 17 170. Tiếp theo là mã 18 nha các chị. Mã 18 là một cái cây cần tự động này của KTC. Đây cần tự động của KTC nha các chị. Thì nó cũng có taxi nhẹ nhẹ nha. Đây taxi nhẹ nhẹ chút nha các chị. Đó. Thì cái cán tay cầm được còn đẹp hết nha. Đó. Thì cây này là khẩu của nó là 3/8 là bằng 3/8 là bằng 9.5mm nha các chị, hoạt động ngon lành nha. 3/8 chiều dài của nó là 17 nha các chị, chiều dài của nó là 17. Mã 18 140. Tiếp theo là mã 19 là một cái cần tự động ở cần lúc lắc nha các chị. Lúc lắc này của Tone Japan. Thì cái cần này là khẩu của nó là 3/8 là bằng 19.5mm nha các chị. 3/8 là bằng 9.5mm em nhầm. Bằng 9.5mm nha các anh chị, 3/8. Chiều dài của nó là 25 nha các anh chị, mã 19 170. Tiếp theo là mã 20. Mã 20 là một cái cần này nha các anh chị, cái cần này là của Gia đi của Đức nha các anh chị. Đó nhưng mà cái cán tay cầm của nó xấu nha, không có đẹp nha các anh chị, nó hơi rách. Khẩu của nó là 3/8 nha các anh chị, hoạt động này đó, tiếng nghe em rắc lại nha các anh chị đó. Khẩu của nó 3/8 nha. Đây thì cái hiệu như vậy nha các anh chị, mã số cán đồ nó không có được đẹp nha các anh chị. Cái này thì hoạt động rồi nó ngon lành chứ mà cán đồ nó không được đẹp. Để chiều dài của nó là 18 nha, cái hiệu như vậy nha các anh chị. Đây bi đồ còn đẹp hết, hoạt động ngon lành. Rồi mã số 20 150. Tiếp theo là mã 21 là một cái lắc léo này nha các anh chị. Lắc léo này là của Tone này đó, Tone. Thì cái lắc léo này là 3/8 nha các anh chị, là bằng 9.5mm đó. Đây này, lắc léo nha các anh chị, 3/8. Rồi mã số 21 50.000, còn đẹp nha các anh chị. Tiếp theo là mã 22. Mã 22 là một cái lắc léo này của Mitolo nha các chị. Mitolo logo nội địa Nhật. Thì cái đầu được cũng còn đẹp nha các chị. Đầu bi được cũng còn ok. Cái này là khẩu 1/2 nha. 1/2 là bằng 12.7mm á. Lắc léo này nha các chị. Đó, lắc léo. Rồi mã 22 80.000 nha các chị. Tiếp theo là mã 23. Mã 23 là một cái cây bấm cốt nha các anh chị. Cốt của nó là 1.25, 2, 5.5 và 8. Cốt răng nha các anh chị. Thì hiệu của nó là Izumi nè. Logo nội địa Nhật. Thì hoạt động ok nha. Hoạt động mạnh lắm nha các anh chị. Đó, nhẹ nhàng lắm. Mình bớt không phải... đó, nó... Rồi logo nội địa Nhật nha các anh chị. Thì cái này nè, cái đầu cũng còn ok nha, cốt răng nha các anh chị. Cốt răng nè. Rồi thì em sẽ đọc lại cái cốt nha. Là 1.25, 2, 5.5 và 8 nha các anh chị. 4 cái lỗ cốt. Chiều dài của nó là 25. Rồi mã 23, 230. Tiếp theo là mã 24 là một cái sảng nha các anh chị. Thì cái sảng này nè, là hiệu của nó là Saboten nha các anh chị. Xương rồng á, của Nhật nha. Đó, cắn tay cầm được còn đẹp nha các anh chị. Đầu được cũng còn đẹp ok hết nè. Cái cây này á là chiều dài của nó là 28 nha các anh chị. Còn cái bản rộng này là 7.5 cm. Còn mà cũng còn đẹp lắm nha. Cắn gỗ còn đẹp nha các anh chị. Rồi mã 24 100. Tiếp theo là mã 25 nha các anh chị. Mã 25 là một cái cây kéo này. Cái kéo này của Mỹ. Cái kéo này là để các anh chị mình cắt kẽm, à quên cắt tôn rồi nha các anh chị. Để em lấy cho chị chia điện. Hả? Cái kéo này để mình cắt tôn nha các anh chị nè. Made in USA của Mỹ nha. Cái này mình cắt được tôn dài lắm nha các anh chị. Mã số. Cắn tay cầm được còn đẹp, lưỡi được còn ngon lành nha các anh chị, không có mẻ vậy. Để các anh chị mình cắt mấy cái tôn dài nha. Đó, cắt mạnh lắm, nặng trịch. Thì cái cây này là chiều dài của nó là
33 nha các anh chị, chiều dài của nó 33, cái lưỡi nó dài cui nặng trịch luôn. Không có mẻ không gì hết. Của Made in USA. Rồi mã 25 nha các anh chị, 450. Tiếp theo là mã 26. Mã 26 là em có cái cuộn thước này nha các anh chị. Cuộn thước này là 75. Hiệu của nó là Tarima nha các anh chị, 75 Tarima. Thì cái cuộn này nè, đó bên trong của nó cũng còn ok nha các chị, không bị gì hết. Nó có hai mặt như vậy nha, có Tarima Japan, một mặt đo ngang và một mặt đo đứng nha các chị. Thì em cũng kiểm tra rồi nha, hoạt động là ngon lành hết đó. Có nút chặn như vậy luôn. Rồi mã 26 nha các chị, 180.000 cho cái cuộn thước 75. Cái bản rộng của nó là bao nhiêu? Đó như vậy nha các chị, 75 chiều dài 75 nè. Bên này cũng thước luôn nha. Rồi mã số 26 nha các chị, 180.000. Còn đầy đủ hết, còn đẹp luôn. Lưỡi thước rồi còn ok hết nha các chị. Rồi tiếp theo là mã 27 nha các chị. Là một cái cuộn thước này, cuộn này là 6 mét nha các chị, của Maxwell. Đây. Đó. Logo nội địa Nhật nha các chị, 6 mét nè. Da ben, cuộn này cũng chữ số rồi còn đẹp hết nha các anh chị, hoạt động đồ ngon lành luôn. Thì khi các anh chị mình muốn giữ nè, giữ mình nhắn ra giữ lại nha các anh chị, đó mình thả này, còn không thì mình không nhắn cái đó thì mình giữ cái này, cái chớp này luôn, nó có hai cái nút để các anh chị mình giữ nha. Đây mình giữ tay thì giữ nè, thả 6 mét, còn đẹp luôn. Tay rồi còn đẹp hết. Rồi mã 27 160 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 28 thì em có cái hộp lưỡi dao này. Cái lưỡi dao này là của Tarima mà lưỡi đen là lưỡi tốt lắm nha các anh chị, của Onfa chứ. Mà lưỡi đen nha. Thì cái lưỡi đen là lưỡi khá tốt nha các anh chị ha. Thì tăng này nè, để em vào. Này Onfa Japan nha, lưỡi đen chưa sử dụng nha các anh chị. Thì nó còn tầm khoảng 21 lưỡi nha các chị, 21 hay 2 lưỡi gì đó, em cũng tính nó. Thì cái hộp của nó như vậy nha, lưỡi màu đen như vậy chưa sử dụng nha các chị. Rồi mã số 28 100.000 nha các chị, cho 20 mấy lưỡi. Lưỡi này là lưỡi mình xài cho cái con dao 18 ly nha các chị, bản rộng 18 ly. Mã 28 100.000. Tiếp theo là mã 29 nha các anh chị. Mã 29 là một cái cây này. Thì cái cây này là cái cây hiệu tớp nha các anh chị. Thì nó có số này. Cái này là chìa khóa 12 nha các anh chị, 12 này. Thì cái cây này á, răng được cũng còn đẹp nhưng có chấp xi nha các anh chị, chấp xi nhẹ nhẹ. Còn bên này là 10 và 14. Thì cái cây này nó có số là 10, 12 và 14 nha các anh chị. Bên này là nó là một cái cây tự động nha các anh chị, hai số 10 và 14. Còn bên này là 12, cây này ba số. Thì cây này chiều dài của nó là hiệu tớp nha các anh chị, chiều dài của nó là 17. Rồi mã 29 150.000. Tiếp theo là mã 30 nha các anh chị. Mã 30 là một cái cây này, cây vít này. Cây vít này là của Engineer nha các chị, Engineer Japan. Thì cây này nè, lắc qua lắc lại nha. Chính giữa là một cây vít bình thường. Thì chính giữa cây vít bình thường. Thì cái cây này là nó chiều dài của nó là 8 sen nha các chị. Thì cái mũi của nó có một mũi như vậy, mũi trừ nha các chị, mũi trừ 6. Thì các anh chị nào mình ấy thì em để cho các anh chị một mũi dương nữa nha. Để ở ngoài cho các anh chị mình thay vô mình xài nha các anh chị, Engineer này. Rồi mã 30 nha các anh chị, 100. Mũi luôn còn đẹp nha. Tiếp theo là mã 31. 31 là một cái cây vít này, cũng cây vít lắc tự động luôn luôn nha các anh chị, Made in Japan của Sunblack luôn nha. Trời mất cái chữ này. Đây Made in Japan. Thì cây này nó gồm có hai mũi nha các anh chị. Hai mũi mà mũi là hai đầu, BS1, BS2 và trừ 4 và trừ 6 nha các anh chị. Đây cái này là BS1 trừ 4 và BS2 trừ 6 nha. Mũi còn mới tinh luôn nha các anh chị.
Cái này thì để nè, hình thức này mình lắc qua nha. Chính giữa là một cái vít bình thường, lắc lại nè. Đó. Cái này chiều dài của nó cũng 10 cm nha các anh chị, còn mới tinh. Rồi mã 31 130. Tiếp theo là mã 32 nha các anh chị. Mã 32 là một cái cây này, cái cây này là để các anh chị mình cắt móng chó nha các anh chị, đót men này, đó thép không rỉ, đót men nha các anh chị. Đó nè. Thì cái cây này để các anh chị mình cắt móng nha các anh chị, cắt móng cho thú cưng nha. Tay em hết móng rồi. Thì cái lưỡi của nó còn ok nha các anh chị. Đây cái lưỡi còn đẹp nha. Kiếm gì cắt được không ta? Cái này. Cái này mỏng quá không cắt được. Móng tay em hết rồi. Cái gì mày? Đó. Đó. Thì nãy người ta nhán hai giờ học rồi mời tự nhiên. Đó. Hồi nãy nhóc kìa. Đó. Như vậy nha các anh chị, thì cái cây này nè, đó, đót men cắt móng. Chiều dài của nó là 13 nha các anh chị, mã 32 100. Tiếp theo là mã 33. À, 33 là một cái cây taro này nha các anh chị, cây taro này của Đức này. Cây này thì cái hình thức của nó là còn mới lắm nha các anh chị, nói chung là còn đẹp lắm. Nó có cái đó, made in Germany nha các anh chị. Đó, made in Germany này. Thì cái cây này là mình qua vô này là mình xài khoảng 6 đến 8 ly nha các anh chị. Cái à quên, 2 đến 6 ly chứ. 2 đến 6 ly nha các anh chị. Đó, cái mũi taro nó hoạt động ok hết nha, còn khá đẹp luôn. Lắc qua lắc lại này, chính giữa là một cái bình thường này, còn mình dặn vô nha, chính giữa bình thường nha các anh chị. Thì cái cây này hình thức của nó đây. Chiều dài của nó là 8 cm rưỡi nha các anh chị, còn cái phần này là 10 cm này. Rồi mã số 33 250. Tiếp theo là mã 34 nha các anh chị, là một cái cây búa, cây này là của Dogu. Dogu nha các anh chị, thì cái cây này á, hình thức của nó này có sử dụng rồi nha các anh chị, đầu đẫm có sử dụng rồi nhưng còn đẹp, cắn tay cầm được còn đẹp hết. Cây này thì cái này sợi thủy tinh nha các anh chị. Đây made in Japan, cắn còn khá đẹp luôn nha. Cây này nặng của nó là 580g nha các anh chị, nặng là 580g. Chiều dài của nó là 39, cái đầu dài này là 12 nha các anh chị, còn cái đường kính này là 25 ly. Đó. Rồi. Cây này còn khá đẹp nha, cắn được còn đẹp lắm luôn, hiệu đó cô. Rồi mã 34 240. Tiếp theo là mã 35 nha các anh chị, là một cái cây búa này của Maruki nha các anh chị, Maruki. Thì cái cây búa này còn khá đẹp luôn nha, chưa có sử dụng nha các anh chị, đầu bi rồi nè. Cây này nặng của nó là 400g nha các anh chị, nặng là 400g. Chiều dài của nó là 30. Đó. Maruki nha các anh chị. Cắn đồ đẹp luôn nha. Còn tem luôn. Rồi mã 35 100 luôn nha các anh chị. Tiếp theo là mã 36 là một cái cây búa này của Dogu nha các anh chị. Dogu này. Cái búa này đầu nó như vậy nha các anh chị, thì cái phần hình thức của nó này người ta có sử dụng rồi nha. Nhưng cũng còn đẹp nha các anh chị. Cây này 100 luôn. Cắn tay cầm được còn đẹp lắm nha các anh chị. Cây này chiều dài của nặng của nó là 450g nha các anh chị, nặng là 450g. Đó. Phần nêm được còn đẹp hết nha. Ta có sử dụng rồi nhưng mà nó cắn vậy thôi, không có le lét gì nha các anh chị. Đó. Rồi mã số 36 100.000. Cho cây búa này cắn rồi đẹp. Chiều dài của nó là 34 nha các anh chị. Chỗ này nó có mẻ nhẹ chút xíu cái ái nha. Cái cắn này xài bền lắm nha các anh chị. Rồi mã 36 100. Tiếp theo là mã 37, cây này bóng bao nhiêu? Bao nhiêu? Thì cái cây này mà không nhớ rồi trời. Cây này là cây kéo cắt tôn nha các anh chị. Mã cây này kéo cắt tôn này mỏ dài nha các anh chị, mỏ dài lắm luôn. Cây này bắn 300 nha các anh chị. Cây này
cái hiệu của nó Iwin nha các anh chị, thì cái hiệu này hiệu Mỹ nhưng mà nó không có sản xuất ở đâu nha các anh chị, cái này nó không có ghi sản xuất ở đâu nha. Thì các anh chị nào mình thấy phù hợp thì mình chốt nha các anh chị. Cái này thì cái hình thức của nó là em sẽ mở ra cho các anh chị mình xem. Đó. Thì cái lưỡi răng của nó này, răng của nó còn đẹp lắm nha, nó có hai bên lưỡi răng luôn nha các anh chị. Đó. Thì cắt còn ngọt ngọt ngay luôn nha các anh chị. Trái tay ra mất tiêu. Đây, cắt ngọt lắm nha các anh chị. Đó. Cắt ngọt. Rồi thì cái cây này hình thức của nó dài như vậy nha. Tay em tròn nó không có hết ra luôn á. Cái này chiều dài của nó là 28 nha các anh chị, chiều dài 28 cái hiệu. Nó chỉ có cái chữ hiệu Iwin nha các anh chị. Lưỡi cắt rồi còn đẹp hết. Cán tay cầm rồi còn ok nha, không có bị gì hết luôn nha các anh chị. Rồi mã 37 300. Tiếp theo là mã 38 thì em có cái bộ cờ lê vòng này nha các anh chị. Thì nó gồm 5 cây, mà 4 cây là của KTC, còn cây này là của Lotte nha các anh chị. Thì em sẽ quay luôn cho các anh chị mình xem. Đó. Thì nó có cái đầu này còn ok hết nha các anh chị, còn đẹp nữa, không có bị gì hết á. Còn khá đẹp luôn nha các anh chị. Thì cái đầu này nè, ở cây này là cây 10-12 KTC. 10-12 KTC nha các anh chị. Cái này chiều dài của nó là 12-14 là cái cây này của Lotte nha các anh chị. Cũng đẹp nha. Đó, Lotte 12-14. Cây này chiều dài của nó là 22 nha các anh chị. Này, đầu rồi cũng còn ok hết. Rồi tiếp theo là 14-17 nha các anh chị, chiều dài của nó là 25 của KTC nha các anh chị. Đó. Rồi 17-19 nha các anh chị, 17-19 còn đẹp luôn nè. Đó, chiều dài của nó là 27. Rồi 19-21 nha các anh chị, 19-21 còn mới tinh luôn. Cây này chiều dài của nó là 30 đây nha. Rồi mã 38 nha các anh chị, 450 cho 5 cây này nha các anh chị. 5 cây này mới tinh nè, các anh chị mình mua lẻ hay mát chứ mua bộ gì cũng có rẻ nha các anh chị. Rồi mã 38 nha các anh chị, 450 cho 5 cây. Để em đọc lại số luôn cho các anh chị mình nhớ kỹ không. 10, 12, 12, 14, 14, 17, 17, 19 và 19, 21 nha các anh chị. 2, 4, 5 cây mã 38, 450. Tiếp theo là mã 39 là một cái mỏ lết này nha các anh chị. Mỏ lết này là của Mỹ, Rigid. Đây, Rigid nha các anh chị. Cây này là 10 in. Đó thì nó đi bãi thì nó cũng táp sơn như vậy thôi. Nhưng mà răng ngàm rồi không có bị gì hết. Còn đẹp mít. Không có bị gì hết nha. Còn khá đẹp luôn nha các anh chị. Thì cái nó còn cái tem luôn. Đó. Thì cái cây này á, là miệng mở rộng của nó là 4 sen nha các anh chị. Miệng mở rộng của nó là 4 sen USA. Đó. Rồi mã số 39 nha các anh chị, 207. Cây này hoạt động ok hết nha, không có bị gì hết nè. Nhúng còn ngon lành luôn. Rồi mã 39 nha các anh chị, 207. Tiếp theo là mã 40. Mã 40 là cái mỏ lết này nha các anh chị. Mỏ lết này là của Nhật nha. Đây, chiều dài của nó là 230mm nha các anh chị. Chiều dài của nó 230mm. Thì cái cắn này là cái cắn hiệu của nó là Nisikan gì nha các anh chị. Thì cái cắn của nó là cái cắn chống điện nha các anh chị, cách điện á. Thì cái này nè, nó không có, cái cắn của nó dài lắm nha các anh chị. Đó, cắn dài lắm luôn. Kìa cái miệng mở rộng của nó nè. Cái này còn đẹp nha các anh chị. Cái miệng được còn ok nha. Phần này không có bị tấp xi, tấp sơn gì nha các anh chị. Đó, chiều dài không rơ lắc nè. Cái miệng mở rộng của nó, chiều dài của nó là 230mm nha các anh chị. Nhưng mà miệng mở rộng của nó tới 35mm lận nha. Là cái miệng mở rộng của nó mở rộng lắm nha các anh chị. Đó, thường thường thì 250 miệng mở rộng có 30 thôi. Mà cái này là 230 mà miệng mở rộng tới 35 nha. Cái này còn đẹp nè.
Rồi mã 40 nha các anh chị, 270 cho cái cán cách điện này nha các anh chị. Đó. Ừ, cán cách điện khá dài luôn. Rồi tiếp theo là mã 41. Thì cái này thì cũng y chang nha các anh chị, chiều dài 230, cái cán còn đẹp luôn nha. Nhưng mà cái miệng cái này thì cái phần này nó có những có chỗ tráp xi như vậy nha các anh chị. Phần ngàm này, phần ngàm không có rưa lắc, hơi tráp xi chút xíu nha các anh chị. Thì cái miệng mở rộng của nó cũng 35mm. Cán tay cầm đồ còn đẹp, đầu có tráp xi nhẹ nhẹ chút. Rồi mã 41 nha các anh chị, 250. Tiếp theo là mã 42 là một cái cây kìm này rồi. Thì cái cây này là của Vercel Japan nha các anh chị, logo nội địa Nhật này. Lần đầu tiên em thấy kìm Vercel luôn á. Thì cái cây này này phần răng ngàm đồ còn đẹp nha các anh chị. Đây em quay kỹ các anh chị, gửi các khí thông hở. Đó. Cái này chiều dài của nó là 21 năm nha các anh chị, 21 năm phần đây nha. Em cắt thử cho các anh chị mình xem, cắt ngọt ngay luôn nha các anh chị. Đó, cắt ngọt lắm luôn. Rồi chiều dài 21 năm. Cái cắn thì cái màu của nó như vậy thôi, nó cũng có những cái vết cắn nhựa thôi chứ không có rách nha. Vercel Japan đầu. Cái này là mã số 42 nha các anh chị, 200. Đầu cũng còn ok hết nha, 42, 200. Tiếp theo là mã 43 nha các anh chị, là một cái cây này. Cây này thì đầu còn đẹp nè. Hiệu của nó là 3bit nha các anh chị, logo nội địa Nhật. Cái cắn có cắn nhẹ chỗ này chút nhưng cũng còn ok nha. Đây thì cái lưỡi của nó này, răng ngàm được cũng còn được nha các anh chị. Còn em cắt thử dây điện. Cái này chiều dài của nó là 18 năm nha các anh chị, cắt ngọt nha. Đó, cắt ngọt ngay à. Chiều dài của nó là 18 năm, cắn nhẹ chỗ này chút xíu thôi, còn tất cả đều không có bị gì hết. Rồi mã số 43, 160. Tiếp theo là mã 44 nha các anh chị, là một cái kìm của Fujiya này. Thì cái kìm này, cái cắn này, cắn của nó hơi cũ cũ nhưng mà cũng có những cái chỗ này cắn nhẹ nha các anh chị. Đây có cắn này, cắn cái đuôi thôi, còn bên trên thì không có bị gì nha các anh chị. Đó, không có rách nhưng mà cái cán thì nó không được đẹp nha, không có rách. Đó thì cái cây này lưỡi thì cũng còn ok, Fujiya. Tự cắt, em cắt thử dây điện cho các anh chị mình xem. Đó, cắt ngọt nha các anh chị. Đó, lưỡi dài cứng luôn nha. Cây này thì chiều dài của nó là 18 năm nha các anh chị, 18 năm. Nhưng cái cán của nó đây có cái rách nhẹ chỗ này chút xíu nha, còn lại là không có bị đắt gì hết nha các anh chị. Rồi mã 43, 170. Tiếp theo là mã 44 nha các anh chị. Cây này kìm của Fujiya này. Đó. Thì cái cây này cái lưỡi như vậy nha các anh chị, made in Japan, cắn tay cầm rồi không có rách nha các anh chị. Cái lưỡi còn ok luôn, còn khá đẹp nha. Đó. Thì em cắt thử cho các anh chị mình xem nha. Cây này chiều dài của nó là 16 nha các anh chị. Đó, cắt ngọt. Rồi. Chiều dài của nó 16 nha các anh chị. Lưỡi đầu trắng rồi còn đẹp lắm nha. Made in Japan. Rồi mã số 44, 120. Tiếp theo là mã 45 là một cái cây kìm nhọn này nha các anh chị. Cây kìm nhọn này là của Mary. Đó, Mary nha. Thì nó nhọn như vậy nha các anh chị. Nó chỉ có là làm một cái cây kìm nhọn này. Cái phần chiều dài cái miệng của nó dài lắm nha các anh chị. Thì cái cắn của nó cái màu như vậy không có rách. Cái này của nó là chiều dài của nó là 15 năm nha các anh chị. Còn cái miệng của nó đây. Đó. Để mình kẹp cái đồ thôi chứ không có răng, không có gì hết nha. Miệng trơn như vậy nha các anh chị. Không biết bắn bao nhiêu. Rồi cái này là một cái miệng của nó dài như vậy nha các anh chị. Đó, Mary. Rồi mã 45, 100. Tiếp theo là mã 46 nha các anh chị. Mã 46 là một cái cây kìm là tuốt dây điện của Vercel Japan nha các anh chị. Cây này thì cái đầu của nó răng ngàm được cũng còn ok nha. Bản B nha các anh chị. Bản B thì mình tuốt được chai lớn nhất là 3 ly 2. 1 ly, 1 ly 2, 1 ly 6, 2 ly, 2 ly 6 và 3 ly 2 nha các anh chị. Đó nè. Cắn rồi thì nó dính cái mực này thôi nha các anh chị. Còn nó không có bị rách gì hết. Còn đầu được còn đẹp luôn nha. Còn ok. Cái này chiều dài của nó là 17 nha các anh chị. Em tuốt thử cho các anh chị mình xem nè. Đó, tuốt ngon lành nha các anh chị. Rồi.
Vercel Japan bảng B, mình tuốt lớn nhất là được 3 ly 2, rồi mã 46 207. Tiếp theo là mã 47 nha các anh chị. Mã 47 là một cái cây kìm mở ốc gãy của Engineer nha các chị. Engineer thì made in Japan nè. Thì cái phần răng rồi cũng còn ok hết nha. Phần răng rồi cũng còn đẹp nha các anh chị. Lưỡi cắt rồi cũng còn ngon lành. Đây em cắt thử. Đó, cắt ngon lành nha. Cái này chiều dài của nó là 16 nha các chị. Engineer cắn tay cầm đồ. Để các anh chị mình mở ốc gãy. Rồi mã số 47 nha các anh chị. 100 Engineer made in Japan. Rồi tiếp theo là mã 48 nha các chị, là em có cái bộ đầu khẩu này. Thì cái bộ này nó gồm có là 2, 4, 6, 8, 9 cục như vậy nha các chị. 9 cục đầu khẩu, hiệu của nó là KTC. Thì nó có là số 10 KTC nha các chị. Tàu còn đẹp luôn nè, một này. Rồi số 10, 12 và 13 nha các chị. 12, 13 là cái này là nó đầu lục giác nha các anh chị. Đầu lục giác cũng còn ok luôn nè. Đó, 12, 13 lục giác. Còn tất cả thì đều đầu bông nha các anh chị. Rồi 14, 17. 14, 17 đầu bông cũng đẹp luôn nha. Đó, 14, 17. 10, 17. Wow. 14, 16 nha các anh chị. Cái này là 14, 16. 14, 16 nè. Rồi 17, 19 nha các anh chị. 17, 19 đó. Rồi 21, 22 21, 22 đó. Rồi thì em sẽ đọc lại số luôn nha các anh chị. Số 10 nè, 12 nè, 13 nè, 14 nè, 16, 10, 17, 19, 21, 22. Đó, 2, 4, 6, 8, 9 cục nha các anh chị. 9 cục mã 48, 208. Rồi tiếp theo là mã 49 nha các anh chị. Là một cái cây kéo này, cây kéo bếp này nha các anh chị. Thì cái cây này cái cán cũng còn ok nha. Hiệu của nó là Germany nha các anh chị. Inox Germany. Lưỡi của nó là như vậy nha các anh chị. Không có mẻ hết, lưỡi còn khá bén nha. Cắt được còn ngọt nha. Cắt giải luôn cũng còn được luôn nha các anh chị. Cái lưỡi vậy nè, người ta có xài rồi nhưng mà cái lưỡi còn bén lắm nha các anh chị, mình cắt giải được luôn này đó. Đó, cái mũi đâu cũng còn bén nha. Đó. Rồi cái này chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Đó, cái này để các anh chị mình khui khui đồ hộp này, cái này mình để mình khui cái nắp chai, mấy cái nắp nào mà mình mở bằng tay á, mở thôi cứng quá mở không được á thì mình lấy cái này mình khui hoặc mình kẹp con cua đều được luôn nha. Đó. Rồi mã 49 nha các anh chị, 180.000. Tiếp theo là mã 50. 50 là một cái cưa nha các anh chị. Cái cưa là mã 50, 270.000. Cưa này là của Tajima nha các anh chị. Cưa này Tajima. Thì cái cưa này chiều dài lưỡi của nó là 210 mm nha các anh chị. Made in Japan, lưỡi đều còn đẹp luôn nha. Lưỡi nó còn khá bén luôn nha các anh chị. Đó, còn mới tinh luôn này. Cán đều còn đẹp hết. Chiều dài của nó là 210 mm nha các anh chị. Đó, made in Japan. Lưỡi này bao bén luôn nha. Đó thì cái này là đó một cái cây cưa gắt nha các anh chị. Đó thì mình mở xuống. Này nó có cái hít. Nó có cái hít 500 như vậy nha các anh chị. Nó có cái hít vô này. Khi các anh chị mình muốn lấy cái lưỡi ra thì mình bấm này nha. Mình kéo ra nha các anh chị. Còn đó, còn tự nhiên mình kéo ra. Nó không có kéo ra được đâu nha các anh chị. Tajima Japan chiều dài là 210. Rồi mã 50 nha các anh chị. 270k. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.